các xét. Bác cũng nhắn cho em cái địa chỉ em gửi cân trà Tân Cương Thái Nguyên và cho mà uống trà này, em gửi trà sách chứ không phải là gửi trà vớ vẩn. Đang ngồi nghe nhạc vàng, bác xem bác có còn cái băng cassette, cái băng mắc sen xanh xanh ngày xưa ấy. Bác còn, bác gửi cho em mấy cuốn để thi thoảng em nghe nhạc mạng có cái bài hát nào nó hay hay em lại ngồi em thông. CD đây, CD chỉ dựng thôi, chỉ dựng chắc là giờ bác ngủ hay sao mà em gọi không thấy bác nghe.